Thêm một lần nữa, U2 Việt Nam lại chạm trán U2 Indonesia tại kỳ SEA Games năm nay. Tính chất của cuộc đối đầu này đương nhiên quan trọng hơn hẳn so với thời điểm cả hai đụng độ nhau tại vòng bảng cách đây một tuần. Huy chương vàng chỉ có một, nên cả U2 Việt Nam và U2 Indonesia phải chiến đấu cật lực để giành được nó nếu không muốn công sức trong giai đoạn đã qua đổ sông đổ bể. Trên sân Riyadh Memorial vào ngày mai, chỉ có một đội được quyền nở nụ cười và với người dân Việt Nam, tất cả đều mong đoàn quân của ông Park sẽ giúp bóng đá nước nhà có lần đầu về nhất tại SEA Games. U22 Indonesia quả thực là đối thủ khó chịu, họ càng thêm quyết tâm hơn bởi tâm thế muốn phục thù các ngôi sao áo đỏ. Tuy nhiên điều đó chẳng đồng nghĩa với khả năng tiến linh cùng những đồng đội không có cửa đánh bại U22 Indonesia. Chặng đường đã qua của kỳ SEA Games này, Việt Nam đang hướng mình đến giống hệt một con tắc kè khi có nhiều ứng biến chiến thuật đầy linh hoạt. Công lao lớn nhất trong chiến công này thuộc về ông Park, người từ thời điểm trước khi chốt danh sách tham dự bay đến Philippines, nhà cầm quân người Hàn đã mong muốn tin dùng các cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí ở trên sân. Yếu tố này trở thành nguyên nhân thiết yếu giúp đội tuyển U22 Việt Nam tự tin ra sân với nhiều loại sơ đồ cũng như dàn nhân sự khác nhau. Và đương nhiên, để việc thay đổi đội hình một cách thường xuyên như thế diễn ra trơn tru, các cá nhân đa năng như Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Đức Chiến, Hùng Dũng sẽ đóng vai trò quan trọng. 6 trận đã qua, binh đoàn Rồng Vàng đã thi đấu giữa hình hài từ 3 hậu vệ đến 4 hậu vệ, với 3 hậu vệ, tùy thời điểm, tùy đối thủ mà ông Park áp dụng 3-4-3 hoặc 3-5-2. Trong trường hợp ra sân trong sơ đồ 4 hậu vệ, đó sẽ là 4-3-3. Đây chính là 3 cách bố trí đội hình mà U22 Việt Nam triển khai. Vậy hãy cùng đi qua chi tiết hơn phong cách chơi của U22 Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi. Ở trận ra quân chạm trán U22 Brunei, U22 Việt Nam ra sân ngay từ đầu với sơ đồ 3-4-3 và 4-3-3 trong hiệp 2. Với 3-4-3, vị trí ở hai biên sẽ thuộc về hai wingbacks. Hai cái tên này cần phải sở hữu nền tảng thể lực dồi dào nhằm phục vụ yêu cầu lên công về thủ mà mọi huấn luyện viên cần khi áp dụng sơ đồ này. Do đó, nhằm tránh trường hợp dẫn chân lên nhau, nên hai cái tên trên hàng công hỗ trợ trung phong duy nhất cần phải di chuyển vào vị trí trung lộ. Điểm đứng của bộ đôi này thường là khai thác khe nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Trước U22 Brunei, đội tuyển ra sân với sơ đồ 4 hậu vệ thì 3-4-3 của U22 Việt Nam khi tấn công đã tạo được hai lợi thế. Và hai lợi thế này cũng đồng thời hỗ trợ qua lại cho nhau. Vào thời điểm tấn công thì hai wingback có bổn phận dâng lên. Đặt trường hợp hai hậu vệ cánh của Brunei được huấn luyện viên yêu cầu giãn biên hết cỡ để ngăn chặn hai mũi khoan tại hành lang biên do Park bố trí. Khi đó đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hậu vệ cánh và trung vệ đương nhiên sẽ lớn hơn. Nếu điều đó xảy ra, hai tiền vệ công hỗ trợ cho trung phong cắm sẽ chiếm được khoảng không tốt hơn để vùng vẫy, tạo ra những miếng đánh vỗ mặt. Trong trường hợp hậu vệ cánh chủ trương muốn giữ cự ly tốt với trung vệ nhằm ngăn cản các tiền vệ công khai thác khe nách thì sẽ lộ ra khoảng trống lớn theo chiều dọc sân giúp hai wingbacks của U22 Việt Nam dâng cao. Cụ thể hơn, hãy nhìn vào bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam trước U22 Brunei. Bàn thắng đó diễn ra khi hậu vệ cánh của Brunei chủ động theo sát một tiền vệ tấn công nên lơ là trong việc bịt kín khoảng trống ở hành lang cánh. Wingback trái do Thanh Thịnh đảm nhận, hai cái tên lệch trái tại trung lộ là Trọng Hùng và Việt Hưng. Trọng Hùng truyền đường truyền xuyên qua hàng ngang tại khu trung tuyến của U22 Brunei, nơi mà Việt Hưng đang trong vai trò tiền vệ công muốn khai thác khu vực hành lang trong theo chiều ngang sân. Khi Việt Hưng cầm bóng, anh đã thu hút sự chú ý của hậu vệ cánh đội bạn và như vừa phân tích, điều đó tức là khoảng trống ở biên dành cho Thanh Thịnh sẽ nhiều hơn. Thanh Thịnh nhanh chóng tận dụng không gian mênh mông đó để nhận bóng, xuống sát đường biên căng ngang cho Đức Trình ghi bàn. Đó là đòn đánh phổ biến nhất mà ông Park muốn thi triển trong sơ đồ 3 hậu vệ. Còn với 4-3-3, sơ đồ này sẽ có chút biến tấu trong cách tấn công, đó là U22 Việt Nam quyết định tấn công cánh nhiều hơn. Câu chuyện tấn công cánh ở đây sẽ không còn do hậu vệ cánh đảm nhận như với sơ đồ 3-4-3, mà trách nhiệm đó thuộc về hai chân chạy cánh thuộc bộ ba nơi tuyến đầu. Chạm trán U22 Brunei với Trọng Hùng, một cái tên tấn công cánh sở hữu bộ kỹ năng lắt léo, tốc độ và vô cùng kỹ thuật, đã giúp ông Park cảm thấy hài lòng với bài vở này. Nếu dưới hình hài 3-4-3, Việt Nam khi tấn công cánh sẽ sử dụng hai wingback thuận chân nào đá cánh đó để căng ngang vào trong, thì ở sơ đồ 4-3-3, Trọng Hùng thuận chân phải đá ngược cánh sẽ có đất diễn. Cầu thủ thuộc biên chế Thanh Hóa sẽ có cơ hội cắt vào trung lộ, uy hiếp cùng thành đối thủ. Để giúp Trọng Hùng phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình, ông Park luôn để ngôi sao 22 tuổi tách biệt ở khâu triển khai bóng. Chính xác hơn, chiến lược gia xứ Kim Chi muốn chân chạy cánh sinh năm 97 luôn trong tư thế 1-1 với đội bạn. Điều này được xây dựng bằng cách U22 Việt Nam sẽ triển khai bóng lệch hẳn sang cánh phải. Khi đó hàng thủ của đối phương phải dồn quân sang khu vực đó. Với mọi hàng thủ đơn thuần, sự đồng bộ trong cách di chuyển sẽ để phòng ngự luôn là yếu tố cần thiết. Hậu vệ cánh trái sẽ trở thành cái tên đầu tiên di chuyển sang khu vực có bóng ở bên cánh phải. Điều tương tự sẽ diễn ra với các mắt xích còn lại trong hệ thống phòng ngự. Điều đó diễn ra đồng thời đã giúp chân chạy cánh bên hành lang trái có thêm đất diễn. Đây là nguyên nhân giúp Trọng Hùng thi đấu nổi bật
trước U22 Brunei và anh ghi được một bàn thắng. Điều này cũng trở thành nguyên nhân khác lý giải tại sao Trọng Hoàng, một cái tên thuận chân phải, đá cánh phải đã không có nhiều tình huống được tạo nhiều khoảng trống như thế. Cách triển khai này cũng cho thấy rõ ý đồ tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, với việc khả năng ra sân của Trọng Hùng vẫn còn bỏ ngỏ ở trận chung kết, gần như có thể khẳng định ông Park không áp dụng 4-3-3 với cách đánh này, bởi tình huống tấn công như trên chỉ hiệu quả trong trường hợp trên sân có một ngôi sao chạy cánh kỹ thuật, thuận chân phải hoặc trái, đá ở hành lang nghịch so với chân thuận. Trọng Hùng chưa rõ khả năng ra sân, trong khi Trọng Hoàng chỉ hiệu quả ở phong cách thi đấu dọc biên. Đỗ Hùng Dũng cũng là một phương án đáng cân nhắc bởi anh từng nhiều lần được xếp đá ở vị trí đó. Nhưng sau cùng, vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Do đó anh không sở hữu bộ kỹ năng cần thiết mà một cầu thủ đá cánh cần giống như là Trọng Hùng. Trong suốt chặng đường đã qua, khi muốn áp đặt thế trận tấn công, ông Park đã tin dùng 3-4-3, 4-3-3 hoặc thậm chí là 4-3-1-2 xuất hiện cặp tiền đạo được hỗ trợ bởi số 10. Khi U22 Việt Nam cầm bóng, chơi ở thế cửa trên, tức là các đối thủ phải phòng ngự. Để xuyên phá điều đó chính là việc ưu tiên bóng ngắn, phối hợp ít chạm. Điển hình như ở trận đấu gặp U22 Indonesia, trong bối cảnh đội bóng xứ Vạn Đảo lùi về phòng ngự với số đông sau khi có bàn thắng dẫn trước, những cú sút nguy hiểm nhất đều đến từ các pha bóng ban bật ba người. Cụ thể hơn, cầu thủ thứ 1 sẽ chuyền bóng đến cầu thủ thứ 2, để rồi cầu thủ thứ 2 trở thành điểm tựa, bật nhả cho cầu thủ thứ 3 đang di chuyển không bóng bằng lời kết thúc. Trước U22 Indonesia, Hùng Dũng trong vai tiền vệ con thoi âm thầm di chuyển theo trục dọc tiến vào vòng cấm địa chính là người được hưởng lợi nhiều nhất. Trong 90 phút trước Indonesia, nếu chỉ tính các tình huống triển khai bóng một cách có chủ ý thì Hùng Dũng chính là cái tên có nhiều pha dứt điểm gây sóng gió lên khung thành của Nadeo chấn giữ. Cần nhớ lại rằng việc U22 Việt Nam chiến thắng U22 Indonesia vòng bảng là cú đối đầu hơn nhau ở khoảnh khắc. Chúng ta gỡ hòa ở một pha bóng cố định. Sau đó, sự tỏa sáng đúng lúc của Hoàng Đức từ một cú sút xa đẳng cấp đã đem đến niềm vui cho bóng đá Việt Nam. Song ở trận chung kết sắp tới, những thời cơ như thế không phải lúc nào cũng xuất hiện. Do đó, khả năng ban bật ngắn, nhóm 3 người ở trận đấu tối mai cần được phát huy nhiều hơn thế. Kể từ đầu giải, U22 Indonesia thường có chủ trương chơi phòng ngự phản công. Chính vì thế, khoảng trống dành cho các ngôi sao áo đỏ sẽ không lớn như trận đấu gặp U22 Campuchia khi họ muốn áp đặt thế trận. Không có nhiều khoảng trống, tức là đoàn quân của ông Park sẽ bị hạn chế nhiều trong việc hướng quả bóng lên trên một cách trực diện. Điều mà chúng ta từng làm rất tốt ở trận bán kết với việc áp dụng sơ đồ 3-5-2, cặp tiền đạo Đức Trinh Tiến Linh cùng sát cánh. Chạm trán U22 Campuchia, sơ đồ 3-5-2 còn là dẫn chứng khác cho thấy ông Park không chỉ biết yêu cầu các học trò thi đấu chủ động mà còn muốn đội bóng theo xu hướng chắc chắn, thả quả bóng lên trên một cách nhanh chóng. Với việc U22 Campuchia có xu hướng chơi bóng ngắn nên họ muốn triển khai tấn công từ tuyến đầu. Sự xuất hiện của hai chân sút là Tiến Linh và đặc biệt là mẫu tiền đạo phòng ngự như Đức Trinh chính là chìa khóa phong tỏa cách đá của U22 Campuchia. Phẩm chất xông xáo, quyết liệt của hai cái tên nơi tuyến đầu đã nhiều lần gây áp lực lớn với đội bóng áo trắng, khiến họ mất bình tĩnh để rồi xử lý bóng lóng ngóng, qua đó giúp U22 Việt Nam phản công. Nếu Đức Trinh hoặc Tiến Linh không thể khiến U22 Campuchia mất bóng, thì hàng tiền vệ ba người của U22 Việt Nam với sự hiện diện bất ngờ của một mẫu tiền vệ phòng ngự thiên về thể chất như Đức Chiến đã biến hàng phòng ngự trước khung thành của Văn Toàn trở nên khó xuyên phá. Trong trường hợp U22 Campuchia không còn kiểm soát bóng, đó là thời cơ để U22 Việt Nam phản công. Bóng được dồn sang cánh trước khi một tiền đạo tìm thời cơ lẻn ra đằng sau hàng thủ dâng cao của đối thủ. Khi một tiền đạo giạt cánh thì đương nhiên chân sút còn lại phải chiếm vị trí trong vòng cấm. Bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh chính là ví dụ tiêu biểu nhất. Còn với Đức Trình, đóng góp của anh trong hệ thống 3-5-2 này được thể hiện rõ nhất sau khi chân sút 22 tuổi gây áp lực khiến đối thủ mất bóng trên sân nhà. U22 Việt Nam tổ chức hãm thành nhanh chóng ngay sau đó và tỷ số được nâng lên thành 3-0 do công của tiền đạo đang chơi cho SHB Đà Nẵng. Với các phân tích ở trên, chặng đường đã qua cho thấy ông Park đã giúp U22 Việt Nam thi đấu tốt trong nhiều phương án tiếp cận trận đấu, dù là ra quân với sơ đồ khác nhau hoặc chủ động tấn công hay chấp nhận nhường thế trận để chờ đợi phản công thì U22 Việt Nam đều thi đấu tốt. Nhưng như đã đề cập ở phía trên, về U22 Indonesia, vậy đâu sẽ là sơ đồ ông Park muốn áp dụng nhất? Có thể sẽ là ba hậu vệ với ba cái tên trên hàng công. Tùy vào thời điểm, một sự chuyển đổi sang ba hậu vệ cùng hai tiền đạo sát cánh cũng là ý tưởng không tồi. Quan trọng hơn hết, ba hậu vệ sẽ giải được bài toán tấn công cánh, cách chơi mà đội bóng xứ Vạn Đảo muốn hướng đến để họ tận dụng khả năng chạy biên thần tốc của những Sadi Ramdani, Egi Maulana. Ngoài việc triển khai bóng hãm thành từ biên, những cú phát bóng dài cho tiền đạo đã trở thành cách phản đòn hiệu quả của thầy trò Indra Sriafri. Khi đó, hàng thủ của Việt Nam cần chú ý đến Osvaldo Hay, chân sút đã bỏ túi 8 bàn thắng đến lúc này. Điểm mạnh nhất của tiền đạo bên phía Indonesia chính là khả năng xử lý độc lập, giữ thăng bằng tốt và tranh chấp bóng với đối thủ. U22 Singapore và U22 Brunei hiểu rõ việc lấy lại bóng trong chân Osvaldo Hay khó khăn thế nào khi anh vô cùng khôn ngoan trong việc kiểm soát và che chắn bóng.
Ngôi sao 21 tuổi này chỉ là một phần trong cách triển khai bóng của UAE Indonesia bởi nguồn sống của họ nằm ở hai cánh. Sadi Ramdhani và Egy Maulana bên cánh trái vẫn là hai mối nguy hiểm. Triết lý rõ ràng nhất trong tấn công của Indonesia chính là dựa vào những cầu thủ ở hai biên như thế, đột phá xuống sát đường biên trước khi căng ngang cho các cái tên bên trong dứt điểm. Sadi Ramdhani và Egy Maulana đều thuộc mẫu cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, lát léo. Nếu muốn ngăn chặn hai ngò nổ này, UAE Việt Nam cần phải có sự bọc lót cần thiết, tránh rơi vào tình trạng một đối một với đối thủ. Vì lẽ như thế, với việc ông Park có thể triển khai sơ đồ 3 hậu vệ, thì wingback cùng với trung vệ lệch bên cánh cần hỗ trợ cho nhau. Nói về điểm yếu của mỗi bên, UAE Việt Nam có nỗi lo ở các tình huống cố định. Quan trọng nhất chính là tâm lý của thủ môn. 6 trận đấu đã qua, Tiến Dũng và Văn Toàn đều mắc sai lầm khác nhau. May mắn thay, UAE Việt Nam chưa phải trả giá cho điều đó. Nhưng trận đấu sắp tới có thể sẽ là một câu chuyện khác nếu điều đó vẫn xảy ra. Còn ở trường hợp của UAE Indonesia, họ đang gặp vấn đề trong việc chống đỡ bóng hài. Ngay ở trận đấu ra quân gặp Thái Lan, điểm yếu đã xuất hiện. Nhưng sự thiếu chuẩn xác trong khâu dứt điểm của Võ Chiến đã giúp Indonesia không thủng lưới. Dẫu vậy, từ sai lầm như thế, Hoàng Đức đã trừng phạt UAE Indonesia bằng cú sút xa không tưởng. Nguyên nhân dẫn đến việc UAE Indonesia bỏ quên tuyến hài là bởi họ quá tập trung quân số trong vòng cấm để phòng ngự. Đây chính là điều mà đoàn quân của ông Park có thể khai thác. Tổng kết lại, trước thời điểm trận chung kết, UAE Việt Nam đã trình diễn nhiều bộ mặt chiến thuật khác nhau và đều thi đấu ấn tượng. Đó là điều tốt bởi đoàn quân của ông Park không phụ thuộc vào một hệ thống nhất định nào để thuận lợi trong việc thay đổi vào từng thời điểm cần thiết. Trước một UAE Indonesia ưu tiên sự chắc chắn, những mảng miếng đập nhà dưới hình hài 3-4-3 có thể được ông Park áp dụng. 4-3-3 cũng có thể là phương án tốt bởi chúng ta có thể tấn công từ cánh nhiều hơn. Song điều này chỉ có thể trở nên hoàn hảo nếu Trọng Hùng có thể ra sân. Còn về phần UAE Indonesia, họ không đa dạng bài vở chiến thuật như chúng ta bởi tập trung tấn công biên là nhiều. Với dàn nhân sự hiện có, đã cho phép ông Siafri triển khai phong cách chơi bóng như thế. Cách chơi chính xác nhất của hai đội như thế nào cần phải chờ diễn biến vào tối mai. Nhưng chắc chắn một điều, khi phía trước là trận chung kết, cả hai sẽ phải dốc sức để giành huy chương vàng. Với UAE Việt Nam, tất cả binh đoàn áo đỏ càng có nhiều sự quyết tâm hơn bởi bóng đá Việt Nam đang có cơ hội vượt qua cái dớp của lịch sử. Đó không chỉ là cái dớp chưa bao giờ về nhất tại môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games khi chúng ta hội nhập, mà còn là cái dớp thường thua cuộc trước các đối thủ từng gặp tại vòng bảng. 90 phút tối mai chính là thời điểm để bóng đá Việt Nam đẩy lùi hai nỗi ám ảnh đó vào dĩ vãng.